Bây giờ Thủy xin mời mọi người đi tham quan một vòng. Rất nhiều hàng đá đẹp được trang trí ở quảng trường cái nhà thờ của giáo xứ Thanh Châu. Wow, mọi người thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu nữa, tại vì chỗ nào cũng thấy đẹp luôn mọi người ạ. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến lại cây thông Giáng sinh đó, rồi Thủy sẽ đi các hàng đá sau. Rất là đẹp luôn. Hôm nay lần đầu tiên Thủy quay Noel tại dưới khu vực giáo xứ Thanh Châu, khu vực Nam Tiền Hải đây. Rất là đẹp luôn. Biết bao nhiêu công sức của mọi người trang trí ở đây. Thủy xin mến chào tất cả các bạn. Hiện tại Thủy đang có mặt tại con đường dẫn vào giáo xứ Thanh Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Bây giờ Thủy sẽ mời các bạn đi tham quan không khí Giáng sinh tại giáo xứ Thanh Châu mọi người nhé. Đây là cái cổng dẫn vào bên trong nhà thờ, đèn điện ở dưới khu vực Nam Tiền Hải này rất là lộng hành tráng luôn. Mình mời các bạn đi tiến vào bên trong nhà thờ của giáo xứ Thanh Châu. Mấy hôm nay mình được xem mọi người đến đây chụp ảnh quay phim thì rất là đẹp. Hôm nay mình quyết định xuống dưới đây chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ tối ngày 21 tháng 12. Trước mắt mình nhìn thấy điện rất là lộng lẫy luôn. Rất là đẹp luôn mọi người. Wow, rất là đã luôn. Mình sẽ đi dạo quanh một vòng tí cho mọi người xem nhé. Đây là cây thông Giáng sinh, rất là lớn luôn. Mình được thấy rất nhiều hàng đá lớn luôn mọi người. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Wow, rất hoa hết cả mắt luôn mọi người. Bây giờ Thủy sẽ dừng xe rồi Thủy sẽ đi dạo quanh thánh đường của giáo xứ Thanh Châu nhé. Rất là đẹp luôn. Bây giờ Thủy xin mời mọi người đi tham quan một vòng. Rất nhiều hàng đá đẹp được trang trí ở quảng trường cái nhà thờ của giáo xứ Thanh Châu. Wow, mọi người thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu nữa, tại vì chỗ nào cũng thấy đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến lại cây thông Giáng sinh đó, rồi Thủy sẽ đi các hàng đá sau. Rất là đẹp luôn. Hôm nay lần đầu tiên Thủy quay Noel tại dưới khu vực giáo xứ Thanh Châu, khu vực Nam Tiền Hải đây. Rất là đẹp luôn. Biết bao nhiêu công sức của mọi người trang trí ở đây. Mọi người thấy không? Rất tuyệt vời luôn này. Kiến thiết mẫu này rất là mới và lạ luôn này. Ở trên cuối khu vực nhà thờ sân khấu kia thì cũng có một hang đá nhưng mà đang làm vẫn chưa xong mọi người nhé. Mình chỉ thấy ở đây là rất là rực rỡ luôn. Rất nhiều ánh điện. Bây giờ đang cái giờ họ ăn cơm nên họ nghỉ tối nên là tí nữa họ mới trở về đây họ tham quan nhà thờ cũng như hang đá ở đây. Rất là đẹp luôn mọi người. Này phải đi xa xa thì với mọi người mới nhìn thấy toàn cảnh được. Wow, đẹp không? Quá đẹp luôn mọi người ạ.
Bây giờ Thủy sẽ lên khu vực cuối nhà thờ rồi Thủy sẽ đi vòng quanh thánh đường luôn, chia sẻ cho mọi người. Các hàng đá tập trung hết ở khu vực cuối nhà thờ. Ở hai cái tháp chuông có những cái đèn led nháy theo lập trình pháo sáng này, pháo hoa mọi người, rất là đẹp luôn. Đây cái sân khấu này thì rất là lớn luôn. Họ vẫn đăng bác mọi người nhé. Chắc là diễn nguyện ở đây, văn ca văn nghệ ở đây. Bây giờ Thủy sẽ đi vòng quanh các hang đá để cho mọi người chiêm ngưỡng, viếng thăm các hang đá nhá. Rất là tuyệt vời luôn, nhất là khu vực đằng khu vực nhà chung kia cũng rất là đẹp luôn mọi người kìa. Quá là kỳ công. Rất là đẹp luôn. Mình không biết mình quay các bạn xem có hình dung hết được không, nhưng mà mình nhìn thực tế rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây là hang đá đầu tiên mình đi nhá. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi hang đá thứ hai này, xem tổng thể có bao nhiêu hang đá mọi người nhá. Nhất ngày lễ Giáng sinh đây thì mọi người trở về đây thì tham quan cũng như là viếng thăm hang đá rất là tuyệt vời luôn. Hoa hết cả mắt không ạ? Đẹp. Rất nhiều hàng đá đẹp. Trang trí hôm nay, năm nay trang trí đẹp thật. Được cái quảng trường này mở rộng nhìn trang trí. Vâng, rất là đẹp. Nhìn như nó rộng. Dạ vâng. Để có cây đẹp thế nhỉ. Cây này cây sung hả ông? Sung vâng. Wow. Cái sung. Hình như có lâu chưa hay mới đánh về ạ? Không, có lâu rồi. À vâng, hôm nay con đã nhìn thấy nhỉ? Này, cuốn đẹp thế. Này, đây cây sung mọi người nhá, nhìn rất là đẹp luôn này. Cuốn những đèn led. Vâng, đẹp không? Dáng thế rất đẹp. Đây hàng đá này thì rất là đẹp luôn. Hàng đá này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Vì thấy nhìn để ý kỹ xem biết bao nhiêu bộ dàn nháy cũng như là bóng điện được trang trí cho hang đá này. Điện sau này lại hỏng. À cái điện sau này chưa lên này. Lại hỏng cũng lên rồi. Vâng. Ông ơi cho con hỏi là mỗi một hang đá là một giáo khu hay là như thế nào đấy không? Một họ. Một họ đấy ạ. Đây một họ. À vâng. Rồi đây có giáp. À có giáp. Từ đây xuống kia là các giáp. À vâng. Sự. Dạ. Còn có bốn họ đây. Bốn họ lẻ. À đây. Có bốn họ là hai bên. Bên bốn... kia là hai họ, đây hai họ. Vâng. Còn ở dưới kia là giáp. Chúng tôi gọi giáp của giáo sứ. Vâng, giáp của giáo sứ, gọi là giáo khu đấy. Yeah. Ở Bắc Trạch gọi là giáo khu. Vâng. Hoành tráng. Ồ, năm nay là... Đây là giáo họ nào đấy Phú ở? Đồng cả tôi. À, Phú Đồng đấy. Phú Đồng. À, Phú Đồng đấy. Giáo Phú Đồng. À, Phú Đồng có thấy hang đá ở Phú Đồng rất đẹp nhất. Kia những trực. Khi vâng. Đồng An đây là mình làm. Vâng. Nhìn nhận là bằng này cái này cái nào cũng mắt. Cái này đẹp nhất này. Thật không? Vâng. Con nhìn cái nhưng này mình, là làm cầu kỳ. Nhưng mình nhìn thấy. Con nhìn thấy cầu kỳ. Vâng. Kia thì nói chung là hang đá nào cũng đẹp nhưng đây là đẹp nhất. Đây là đẹp nhất, chấm điểm là đẹp nhất. Tại vì làm cầu kỳ hơn ạ. Nó vâng. Thì là đơn giản, cái là vật liệu thì là mình vâng. Tận dụng được, không kêu mua bạt hết nhiều tiền lắm. À vâng, này bao... Cái này là
tận dụng cái bao thôi. Vâng. Thì bắt đầu công công lao làm. Vâng, cái này dân chắc gì? Bắt đầu là hơ xong rồi nó. Vâng, đốt hơ. Thì nó đơn giản mà, có gì đâu. À đây là của giáo họ Phú Đồng. Phú Đồng. Quá đẹp. Quê nhà Thành. Vâng ạ. Như làm hang đá này hết bao nhiêu ngày thì xong phải không? Chúng tôi làm có 2 ngày thôi mà. À vâng, có nghĩa là đồ mình đã chuẩn bị sẵn rồi mà. Vừa làm vừa chuẩn bị. Vâng. Ây dạ, vậy. Đơn giản không mà. Vâng, cả một giáo họ thi công thì chắc cũng nhanh thôi. Cũng vâng. Khoảng chục người thì nếu mà làm thì vâng. Thực làm ra thì nó chỉ 10 người làm thì vậy thôi. Dạ vâng. Còn nó khổ cái là nó phải người nọ người kia. Dạ vâng. Còn thực đi vào thực tiễn làm nó chỉ 10 vâng. người. Nói chung là đã có ý tưởng thì nó nhanh. Nhanh. Vâng. Cảm ơn ông nhá. Con đi vâng, dạo vâng, quanh vâng. Tham quan tí ạ. Vâng, các hàng đá. Vâng. Vâng, nhốc nữa là đông ạ. Vâng. Ở đây cũng đang trang trí cái cổng vào nhà thờ này, đèn led. Wow, tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Nếu mà kia là từ đây bắt đầu là đến các giáo khu nhá. Gọi là giáp. Đây mình không biết là giáp mấy đây. Ở đây thì có ông già Noel. Này người ta cắm điện và sẽ kêu. Nếu mà đi viếng hết hang đá này thì rất nhiều thời gian mọi người ạ. Tại vì mỗi hang đá một cái vẻ đẹp khác nhau, rất là đẹp luôn và lớn. Quá tuyệt vời. Tiếp tục mình sẽ đến hang đá thứ tư này. Đây là hang đá thứ tư. Đây là thuộc hang đá của giáp nhé. Khu giáp ấy mọi người. Mình không biết đây là khu mấy đây. Giáp 1, giáp 2, giáp 3, giáp 4 gì đấy. Mình thấy rất là nhiều hang đá. Hiện tại bên trong nhà thờ đang có giờ kinh tối. Rất là đẹp luôn, đi đến đây không muốn về luôn. Mỗi một hang đá có một vẻ đẹp khác nhau. Đây người ta lợp bằng cái mái cọ. Tiếp đến thì xin giới thiệu một hang đá. Đây hai hang đá, ba hang đá ở khu vực dưới này mình thấy tắt hết điện rồi. Đây hang đá này cũng tắt điện, hình như chưa đến giờ bật đấy mọi người. Chưa đến giờ người ta bật. Tiếc quá. Họ tắt hết rồi. Chỉ bật mỗi khu vực phía bên này thôi. Tổng thể xem nào. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Với mình nhìn thấy ở bên trong nhà chung 1 nữa là 11. Với đây một hang đá ở khu dưới này nữa là 12 hang đá mọi người. Khá là lớn luôn. Đây, rất là nhiều nhưng mà hiện tại là họ đã tắt điện nên là mình quay nó không được đẹp mọi người. Hang đá này là mình thấy là họ mới bật thử xong rồi họ mới tắt lại. Tiếc quá, mình lại phải chờ một lúc nữa thì mình về quay tiếp được cho các bạn rồi. Mình cập nhật sơ cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Hang đá này vẫn đang thi công mọi người nhé, chưa xong này. Hôm nay là ngày 21 rồi, còn mấy ngày nữa thôi.
Hang đá này vẫn đang thi công, mình thấy những thứ họ đồ nghề họ vẫn để ở đây. Công nhận đẹp thật, dưới khu rất là mạnh. Hàng đá này họ cũng tắt đi này, không bật. Cái khu này là gọi là giáo họ mọi người nhé. Những hàng đá ở đây là thuộc giáo họ, có 4 giáo họ. Cái này lát họ ấy bật hết ông nhỉ? Vâng. Chắc lễ xong hoặc nhà thờ xong bắt đầu mới bật. Vâng vâng, thứ hai. À vâng. Thứ hai xuống. Dạ. Tiếp tục thì sẽ đi lên khu vực đầu nhà thờ nhé. Đầu mọi người thờ cho mọi người tham quan. Ở đây là vườn Ave Maria này, rất là đẹp luôn, nhưng mà bây giờ là tối không có điện ở ngoài. Ban ngày thì quay rất là đẹp luôn mọi người ạ. Vườn Ave Maria rất là lớn của giáo xứ Thanh Châu. Bên trong nhà thờ đang có giờ cầu nguyện. Hơi tối phải không? Mình sẽ tiến lên đài Đức Mẹ La Vang. Ở trên đầu khu nhà thờ rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đó mọi người thấy không? Kìa. Rất là đẹp luôn. Đây là đài các thánh tử đạo này. Đây khu vực nhà chung rất là nổi bật luôn. Mình tiến lại gần xem mọi người nhé. Wow, rất là đẹp luôn. Nói chung là đi hết một vòng thì khá là mỏi chân ấy. Tại vì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Không đi thì phí quá, tiếc. Ở khu vực nhà chung có một hang đá rất là đẹp luôn. Đây, hang đá rất là đẹp luôn. Hang đá này chắc của giáo xứ luôn. Mình đến hôm nay thì vẫn chưa bật hết các cái bóng điện ở các cái một số hang đá thì vẫn chưa xong, nên mình nghĩ là chắc ngày mai là đẹp rồi. Đó, hang đá rất là lớn ở khu vực nhà mục vụ, nhà chung của giáo xứ Thanh Châu. Mọi người thấy những cái hàng cây đều cuốn những cái hàng lét hết luôn. Và nhà mục vụ cũng cuốn hết là chạy theo đường lét luôn này. Rất là nổi luôn. Mình sẽ lên đài Đức Mẹ La Vang nhé. Đài Đức Mẹ La Vang rất là lớn và đẹp. Nói chung ở giáo xứ Thanh Châu thì rất là nổi tiếng vì các công trình rất là đẹp. Cái gì cũng lớn nhất ấy. Rồi, bây giờ Thủy sẽ lại trở về khu vực cuối nhà thờ nhá, chia sẻ tiếp cho mọi người. Ở kia họ đang đốt cái gì rất là khói luôn.
thì khá là vui hôm nay được trở về đây, nhưng thiếu một chút may mắn nữa thôi là thì sẽ quay hết được các hàng đá khi mà người ta trang trí xong và bật điện hết lên thì nó tuyệt vời hơn. Đây, những cái hàng cây người ta cuốn hết điện, nhất là dọc các tuyến đường của giáo xứ Thanh Châu thì được thắp sáng điện rất là rực rỡ. Đây, những hàng cây được rải những cái dây điện hết luôn. Hiện tại bây giờ là đúng 7 giờ. Không nhìn thấy gì. Đúng 7 giờ. Mình nghĩ chắc khoảng 8 giờ bắt đầu ở đây đông vui lắm. Vậy Thủy sẽ kết thúc cái video này đây. Thủy sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Thủy sẽ cập nhật cho mọi người xem những hình ảnh mới nữa. Ồ, bây giờ lại bật lên này. Vừa nãy mình bây giờ lại bắt đầu bật lên sáng này. Bây giờ lại có điện rồi mọi người. Tiếp tục lại quay cho mọi người xem bên này nhá. Lúc nãy chưa có điện nhưng bây giờ lại bắt đầu có điện rồi. Mình lại lên tiếp tục khu vực đầu này, mình quay cho mọi người xem. Đây là hang đá của giáo họ mọi người. Có 4 giáo họ thì ngay khu vực cuối nhà thờ luôn. 4 góc. Đây là không biết là của giáo họ nào thì mình không nắm rõ được. Nãy ông có bảo nhưng mà mình không còn nhớ nữa. Tiếp tục thì sẽ tới một cái hang đá tiếp theo. Đây, đây cũng một của giáo họ nữa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khá là nhiều điện luôn. Tiếp tục và mời mọi người đi viếng hang đá tiếp theo nhé. Ở ngoài này thì có vườn vòng tay Giê-xu này, với vườn Ave Maria, vườn Mân Côi của giáo xứ Thanh Châu. Hiện tại giờ rất là tối nên là mình không đi chia sẻ cho mọi người được. Đây, phần hang đá của giáp, không biết là giáp nào đây. Giáp 1 hả? Giáp đông à? À, có bao nhiêu giáp cháu? 6 ạ. 6 giáp à? Vâng. Giáp kia là giáp tây ạ. Giáp đông, giáp tây. Đông kia nó mất trung đoài ạ. À, trung đoài à? Vậy là có 6 giáp, 4 giáo họ. Vậy phải tính ra mấy hàng đá nhỉ, cả trong nhà chung nữa. Đây thì họ vẫn làm chưa xong đây, một số vật liệu vẫn còn đây. Đây là giáp tây,
Ông ạ. Đây là hang đá của Giáp Tây hả ông? Đây Giáp Nam ạ. À Giáp Nam, vâng. Toàn hang đá lớn. Rất đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Đây là hang đá của Giáp Giáp Nam mọi người nhé. Họ không để là Giáp 1, Giáp 2, Giáp 3, Giáp 4 mà để Giáp Đông, Giáp Nam, Giáp Tây, Giáp Bắc, Giáp Trung, Giáp Đoài. Tiếp đến mình sẽ mời mọi người đi một hang đá nữa này. Lúc nãy mình quay đến hang đá kia, đang ở dưới kia thì thấy nhìn đến hang đá dưới này thì cúp hết điện. Chắc là nó nhảy át đấy mọi người. Tại vì nhiều điện quá nên là nó nhảy át đấy. Ở đây có chữ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời này, rất là lớn luôn. Đặc biệt là có ông sao rất là đẹp. Khu vực giáp này thì hang đá để rất là cao luôn, tượng Chúa Ai Đồng cũng như là Đức Mẹ và các thánh để rất là cao luôn. Cũng lợp bằng mái bằng cọ. Mình sẽ là xa xa để cho mọi người hình dung hết được cái vẻ đẹp của hang đá của một giáp nữa. Đó. Tiếp tục mình sẽ trở lại hang đá một giáp nữa này. Mình thì không biết được giáp tên là gì cả. Giáp Đông này, Giáp A, Giáp Tây thì... Ở đây thì có Giáp Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Tây, Nam, Trung. Nói chung là hang đá nào cũng đẹp mọi người ạ. Mỗi hang đá có một vẻ đẹp khác nhau nhé. Đây, tiếp tục mình sẽ trở lại hang đá này. Hang đá này cũng là đẹp này. Cũng làm rất là hoành tráng này. Có ba ngọn núi này. Mọi người thấy ba ngọn núi không? Đứng rất là sừng sững luôn. Rất đẹp. Đặc biệt đấy, mọi người thấy để ý không? Cái thông Noel ông sao lớn nhất ở giữa quảng trường đây, trung tâm đây, thì có những cái nhánh dàn led chạy tất cả các hang đá luôn. Hang đá nào cũng có một sợi led chạy tới trung tâm hang đá của cái hang đá giáo họ cũng như là giáp đó. Nhìn rất là hay và đẹp. Đó, mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình cứ đếm đây là mình được biết là bao nhiêu hang đá, bao nhiêu sợi dây là bao nhiêu hang đá. Rất là hay. Hang đá của giáp đây thì tượng ảnh rất là to. Tượng Chúa Hài Đồng cũng như là Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, các thiên thần bò lừa khá là lớn và đẹp luôn. Công giáo yêu thương nhỉ? Vậy là Thủy đã chia sẻ những hang đá của nhà thờ giáo xứ Thanh Châu tối ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Thì chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem những hình ảnh tuyệt vời này. Hiện tại thì đi rất là sớm nên là bây giờ bà con cũng bắt đầu tới dần dần rồi mọi người. Tới đây tham quan rồi. Chỉ tầm khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa thôi. Mình nghĩ ở đây là rất là đông. Thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.